Arahato sama sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyam Vibuddhang saranang gacchami Tutiyam Vidhammang saranang gacchami Tutiyam Visanghang saranang gacchami Tatiyam Vibuddhang saranang gacchami Tatiyam Vidhammang Saranang gacchami tatiyam visanghang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisadamma sarathi sattadeva manussanang buddho Bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete nasaccha vacce nahontu me jayamangalam uttamange navandehang badabhansup varuttamang buddheyo khalito doso buddho khamatutang mamang Svakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akariko Ehipasiko Opanayiko Pachatam Veditapo Vinyuhitinathime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Varang Etena Satcha Vacche Nahontu Me Jayamangalam uttamange navandehang dhammang chaduvithang varang dhammeyo khalito doso dhammo khamatutang mamang Subhatibhanno bhagavato savakasangho Ujubhatibhanno bhagavato savakasangho Nyayabhatibhanno bhagavato savakasangho Samijibhatibhanno bhagavato savakasangho Yadidang chattari burisa yugani atha burisa bungala Esa bhagavato savakasangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Añcharikaraneyo anuttarang bunyang khetang loka satinathi me saranang anyang sangho me saranang varang etena satcha vacche nahontu me jayamangala uttamange navandehang sanghang chaduvithottamang Sangheyo khalito doso sangho khamatutang mamang Vandami chetiyang sabbang sabbathane subhatithitang saririkathatumahabodhin Buddharubang sakalang sadang Sambuddhe athavi sancha dvada sancha sahasa ke pancha sata sahasa ninamami sirasa aham te sang dhamman cha sanghan cha adare nanamabiham namakara nupave naham toa sabbe upadave aneka antaraya pivinasantu ase sato Sambuddhe pancha panya sancha chatu visati sahasa ke tasata sahasa ninamami sirasa aham te sang dhamman cha sanghan cha adare nanamami hang namakara nupave naham toa sabbe upadave Aneka antaraya pivinasantu ase sato sambuddhe navuttarasate atha chattali sasahasa ke visati satasahasa ninamami sirasa aham te sang dhamman cha sanghan cha adare nanamami hang
Sa bê bú ra thi mà gia đi sa gia sa ta a về ra su khi hôn du sa bê bú ra thi mà gia nu đi sa gia sa ta a về ra su khi hôn du sa bê đa khi na gia đi sa gia sa ta a về ra su khi hôn du sa bê đa khi na gia nu đi sa gia sa ta a về ra su khi hôn du sa bê bách thi mà Ya di sa ya sa ta awe ra sukhi hondu sa pe paiti ma ya nu di sa ya sa ta awe ra sukhi hondu sa pe utara ya di sa ya sa ta awe ra sukhi hondu sa pe utara ya nu di sa ya sa ta awe ra sukhi hondu sa pe upari ma Ya di sa ya sa ta awe ra sukhi hondu sa pe heti ma. Ya di sa ya sa ta awe ra sukhi hondu sa pe sa ta awe ra hondu sukhi ta hondu nitu ka hondu apya pata hondu anika hondu nika yuka hondu agoga hondu sampati hisami chantu suti antanang parihahantu dukha pata janik dukha faya pata janik faya soka pata janik soka hondu sape bibani no Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tusasanang Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tunogaru Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tunyatayo Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tupanino Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tuno sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hontu anagate kale Sa thú Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc các quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Con kính đến đại sư. Rồi, xin chào. Nam mô Phật Thầy. Xin chào các tử học viên. Con kính đảnh lễ sư ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học. Hôm nay thì trả lời phần câu hỏi, đọc đoạn văn của bài số 10. Sau đó chúng ta học bài 11. Bài số 10 trả lời câu hỏi. Rồi đây. Câu hỏi số 1. Phụ hoàng và mẫu hầu của công chúa Yashodhara là ai? Công chúa và thái tử kết hôn vào lúc bao nhiêu tuổi? Câu 1 trả lời sao? Phụ hoàng và mẫu hầu của công chúa Yashodhara là ai? Giúp trả lời câu hỏi này coi. Dạ, bạch cô, đó là con vua Supamuttha và hoàng hậu Pamita.
Đúng rồi. Của vua Subhaputta và hoàng hậu Paramita. Kết hôn vào lúc bao nhiêu tuổi? Dạ 16 tuổi. Thái tử và công chúa 16 tuổi. 16 tuổi. Rồi, đó là câu 1. Câu 2. Câu 2 người ta cho mình gạch dưới các danh từ trung tính, quỷ ngữ ác, có hình thức giống nhật như là kula, được sử dụng trong đoạn văn trên, và tập chia các danh từ đó. Và phần tập chia thì mình tập chia rồi. Phần gạch dưới để tí nữa mình đọc đoạn văn thì mình mới gạch dưới được. Đọc đoạn văn thì mình mới gạch dưới được. Đó là câu số 2. Về câu số 3. Câu số 3 thì hãy cho biết cách sử dụng giới từ và tìm các giới từ đã được sử dụng trong đoạn văn trên. Giới từ thì ở đây đó là tiếng dùng để chỉ sự tương quan ý nghĩa giữa một tiếng với một túc từ của nó. Đó là cách sử dụng giới từ ha. Cách sử dụng giới từ. Còn phần gạch dưới thì mình đọc đoạn văn thì mình gạch dưới được. Là câu số 3. Câu số 4 là câu số 4. Tiếng Việt ngữ to có cách hình thành, có cách thức hình thành và phương thức sử dụng như thế nào? Tiếng ngữ to dùng để ghép với gì? Với một số danh từ tính từ như thay thế tính cho sở dụng cách. Thay thế cho sức sức cách và thay thế cho định sở cách. Dùng để ghép với một số danh từ, một số tính từ, một số đại danh từ. Để thay thế. Rồi, để thay thế sử dụng cách. Thay thế cho sử dụng cách. Sử dụng xuất xứ cách. Và định sở cách. Và định sở cách. Rồi, cái đó là câu số 4. Năm thì hãy đặt câu với các giới từ sa há, sân thiên, anto, san ni can, anh nhát trá. Cái này từ ở nhà đặt câu. Sa há thì nó có túc từ của nó là gì? Sa há đi chung với cách thứ mấy? Sa há sân thiên lại đi chung với cách thứ ba ha. Cách thứ ba. Chữ anto này, anto, san ni can, hai cái này thì đi chung với cách thứ năm. Cái túc từ của nó là cách thứ năm. À, cách thứ 6 xin lỗi. Còn anh nhá trá là cách thứ 5. Đó là cách tập đặt câu với các giới từ. Từ là cách thứ 5. Rồi đó là phần trả lời câu hỏi. Cái phần tập ký câu này về từ viết từng câu ra. Giờ phần trả lời câu hỏi. Phần đọc đoạn văn. Đây đoạn văn. Đây đoạn văn số bài số 10. Đoạn này giờ xem phần đọc đoạn văn. Rồi mình tìm danh từ trung tính. Rồi tìm gì nữa? Tìm giới từ. Gạch chữ giới từ với danh từ trung tính. Rồi bây giờ đọc ha. Raja Parisayu cha Maha Chano cha Raja Raja Nagarasmin Sapatha Ahang Sithathu Raja Kumaro Rajang Niyadesami Antako so yaso thara nama raja kumariya saha awahisati pi raja to sasanang sutwa ativiya mudinsu. Hai câu đó là mình đã có được hai danh từ trung tính. Ở đây chữ raja nagarang nè. Raja nagarang là danh từ trung tính nè. Là một rồi đó.
Thứ hai là chữ sa sanh năng này cũng danh từ trung tính nè. Danh từ trung tính nó chia giống là danh từ của lá. Nãy mình ta cho mình tìm vật dưới nó đó. Đó là mình được hai từ đó rồi. Sa sanh năng cái gì? Có. Hả? Ăn với cái gì nữa sư? Cái câu trên là cái gì sư? Ở dưới này con câu thấy cái sanh là... rồi. Câu trên là Rajanagaras mình á. Rajanagara thành thành phố. Dạ, Rajanagara. Hoàng thành á. Rajanagara mình. Tê mấy văn rách thang pa lê sung. Sê pa hoàn tâm pí, guna hoàn tâm pí, Rajang. Là phí xà mà tí chìm ta nát tô có mù điên suốt. Câu này thì có danh từ rách thác. Rách thác cũng là danh từ trung tính. Mấy này chắc mà các tử nhìn không ra đâu. Sư vậy tìm 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 hỗ trợ đi. Rồi tiếp theo Yasothara Rajakumari Pimpawa Phadda Kachana Wa Namaho Tí Sa đề qua đa ha nagare. Đây chữ đề qua na đa ha nagara cũng là danh từ trung tính. Supaputha ra cha sa cha pamita devi devi ya cha ra cha thi ta ho ti so ko li yo ho ti sa pa cha ra la ma ta na ma phavati. Chữ pa cha này là gì? Cha là giới từ. Giới từ hay là trạng từ chỉ thời gian ta? Bát cha. Bát cha sau này. Sau này sao sư? Nó là giới từ. Từ chỉ thời gian à. Sư. Sau này. Trạng từ chỉ thời gian à. Nó là bát cha là sau này là trạng từ chỉ thời gian. Và nó cũng là dùng cái trạng từ chỉ thời gian. Vậy nó là trạng từ thời gian hay nó là giới từ sư? Vì hai cái nó cũng đều là tách cha. À. Nhưng mà thường nó tài chỉ giới từ, ở giới từ nó có thêm cái túc từ. Còn này nó không có túc từ, cho nên cái này chắc nó dùng cho trạng từ chỉ thời gian hơn. Sa bách cha ra la ma ta na ma phavati a va ha mangalang a salha punamai o punam mi yang o la ri kang pati pati pa di tang a hu si atha nagara. Đây chữ nagara này cũng là danh từ trung tính nè. Anto cha pa hi Pramana pi raja parisa pi mahajana pi apawin su samagantung agantua agata. Ở đây mình có anh tô với pa hi là gì nè? Pa hi là ngoài chứ mai. Dạ. Anh tô là bên trong. Pa hi là bên ngoài. Ở đây nó có sử dụng một danh từ cách thứ 6 để làm túc từ cho nó nè. Cho nên anh tô với phải hí trong trường hợp này nó là giới từ. À, giới từ. Idani raja kumaro cha raja kumari cha solasa sahi ayupamanehi paripuna ahesu raja tasmin divase pi raja kumarasa rajang niyadesi. Rồi vậy là được, có được hai giới từ anh tô với lại pha hí với 4-5 danh từ trung tính. 4-5 danh từ trung tính. Bát cha cũng là giới từ đó sư. Cái gì? Bát cha sau này á, chữ bát cha, bát cha, chữ bát cha. Cha nãy tính là nó giới từ nhưng mà nó không có túc từ cái này. Nó dùng cho trạng từ chỉ thời gian hơn.
tại nó cái này nó vừa là trạng từ chỉ thời gian vừa là giới từ, nhưng mà nó không có, nó không có giới, cái túc từ đi cùng với nó, cho nên cái này cho nó sử dụng trạng từ chỉ thời gian hơn. Còn mình muốn gặp nó cũng được. Có hai loại nữa sư. Nó hai loại, cái chữ phái cha này nó hai loại. Rồi xem đọc lại lần nữa ha. Avaha mangalam raja parisayu cha maha chanu cha raja nagarasmin sapatha ahang sithathu raja kumaro rajang niya desami mi athako so yasothara nama raja kumariya saha avahisatiti rajato sasanang sutwa ativiya mudin su temayang ratthang paletum sipawantampi gunawantampi rajang lap lapi samati cintanato pamudin su yasothara raja kumari bimpawa padda kajana wa nama nama hoti sa đi wa da ha na ga re su pa pu tha ra cha sa cha pa mi ta de vi cha ra cha thi ta ho ti sa ko li yo ho ti sa pa cha ra la ma ta na ma pha wa ti a wa ha mang ga lang a sa ha pun na mi yang o la ri kang pa di pa di tang a ho si Atha nagarasa anto cha pahito Brahmana pi raja parisa pi maha jana pi apawinsu sa samagantung agata Idani raja kumaro cha raja kumari cha Solasahi ayupamanehi paripunna ahesung Raja Tasmin Divase Pi Raja Kumarasa Rajang Niyadesi. Rồi giờ mày lớp tập đọc đi. Mỗi người đọc hai câu. Mỗi người đọc hai câu phần đồng văn này, giơ tay lên đi. Anh Cát Khánh có lên lớp học không? Bữa nay không biết có hay không à? Dạ dạ có sư. Để con mời. Rồi mà các Phật tử đọc đoạn văn giúp sư. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con chào sư. Dạ. Con xin sau sư con xin đọc. Avahamat mang gat lang. Gayak pasi sayo sayo chak. Maha mahayano chak. Gayak nagas pra grasmin. Sát bát tha ác hàm si đắc thô gà giác khu ma rô rắc dần ni gà đề sa mi ác thác hô sô sô gà sô đắc ra nát ma gà giác khu ma nam má dạ nam má nam má gà sô thà ra nam má gà sô đắc ra nam má Gayakhu Mariya Riya Saha Avahisati Ti Gayakto Sasanang Sutva Ati Viya Modinsu Te Mayang Gathan. Và được rồi, hai câu được rồi, hai câu được rồi. Dạ. Hai câu được rồi, người hai câu. Dạ, dạ xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc ấy. Tê má văn rách thăng ba lê tung Xếp bá quần tâm bí Vũ ná quần tâm bí Ra ra chăng Lát vít xa xa ma Tí chìn tá ná nô tô Bá mô đi số Gá sổ thá ra ra Chá cú mà rì Bìm bà hoà Phách đa cách chà nà hoà Nà má hồ tí Sa đề quá đá ná gá rề súp bá bút thá ra chá xá
cha ban ni ta đề quý gia cha ra cha thì ta khổ tí rồi sa... rồi như đó đi được rồi được rồi mọi người tiếp theo mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Sa koliyo hoti sa paccha rahula mata nama phawati awa ha mangalang asalha bunamiyan olikan pati pati pang ahosi Atta naga rasa antocha bahi pramana pi raja parisa pi mahajana pi afa winsu winsu sama gantum agata. Dạ, được rồi, như đó đi. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Idani, Idani, Raja Kumaro cha, Raja Kumari cha, Solasahi, Ayupa, Manehi, Arifuna, Ahesun, Raja Tasmin, Divasehi, Raja Kumarasa, Rajang Nijadesi. Dạ thì sư con xin hết. À. Dạ xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, con xin đọc ạ. Raja Parisajo cha Mahachano cha Rajana Garasmin Sabbatha Ahang Siddhatho Raja Kumaro Chajang Nijades Nijades Sami Atha Khoso Yaso Thara Nama Raja Kumari Ya Saha Awa Hisati Ti 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 Raja To Sa sa năng sút toa. Con bị che rồi ạ. Xin cho con xuống dưới một tí. A à, tí quý cha cha mô đi mô đinh su pe má răng. À được rồi, như đó này. Như đó này được rồi. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Phương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Tê má giang rác thăng ba lê tung xuất phát hoàng tăng bí vũ na hoàng tăng bí ra chăng rác phí xa má tí chinh tá na tô ba mô đình xú gia sô đá ra gia ra chá phú ma rí pin pa quá Bimbawa Bimbawa Sada Sak Cha Chana Wa Nama Honti Sa Dewa Daha Nagare Sufa But Tha Ra Cha Sa Cha Pami Ta Deviya Cha Ra cha đi ta hồn tí. Dạ bà sư hết ạ. Rồi như đó đi. Mời Phật tử Tham Mỹ Cá Liễu ạ. Dạ sư sư con xin đọc ạ. Ta sa cô tích dô hồ tí. Ta bách chá. Bách chá. Ta hù lạ mà ta là mạ bạ hoa tị à hoa á măng gá lăng à xa á bùn
na ni rằng ô la ni tăng ba ti ba ti tăng a hồ si a ta là ga ra ta an tô cha ba hi ba ma la pi da cha ba di ta ta bi ma ha cha la bi a pa quỳnh tu sa ma ga ma ta ga gan tung a ga ta i da ni ra được ra như đó đi như đó được. Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ý đà ni ra chá cú ma rô chá ra chá cú ma ri chá sô lát xá hí a du ba măng nê hí ba ri bùn nà a hê sùm ra ra chá tát min đi quá xá đi quá xê pí ra chá cú ma rá xá ra ra chăng ra chăng ni qua ra rằng ra rằng ni qua đề sĩ. Dạ thưa sư, con xin hết. Mẹ muốn giao tay một dạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ra cha parisayo cha mahachano cha Raja Nagarasmen Sapatha Ahang Siddhato Raja Kumaro Rajang Niyadesami Atakoso Yasodara Nama Raja Kumariya Sattha Avahisatiti Avahisati ti Rajato Sasanang Suttoa Ativiya Modimsu. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tê Mai Giang Rắc Thăng Pa Lê Tung Sipa văn tăng ví, Vũ ná văn tăng ví, Ra chăng, Lá lấp, Lá phí, Sa ma tí, Chin, Tá na tô, Ba mô đình xú, Gia sô đá ra, Ra chá cú ma ri, Bim ba, Qua, Phát đa cắt cha na, Qua, Na má, Hồ tí, Sa, Deva Daha Nagare Supa Putha Rajasa Cha Pamita Deviya Cha Raja Thi Ta Ho Ti. Rồi, được rồi. Dạ, thưa sư, xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Hết rồi, vậy là phần đó phần đọc đồng văn. Giờ mình trở lại phần bài học mới ha. Học mới bài học số 10, 11. Số 11. Đấy, số 11 là nhân vật đồng sanh. Ở đây mình có một số nhân vật đồng sanh nè. Còn có công chúa Yasodhara nè. Rồi tôn giả Ananda nè. Rồi ngựa kiền trắc nè. Rồi đại thần ngựa kiền trắc. Rồi cây đại thọ Bồ đề. Một số tiêu biểu. Rồi phần bài 11 này, bên cạnh lịch sử thì có thì vị lai. Mình đã học được hai thì rồi.
thì hiện tại thì quá khứ, hôm nay học thêm cái thi nữa thì bị lai là đủ 3 thi rồi. Tràng tây chỉ nơi chốn, anh chị chỉ nơi chốn. Cái phần lịch sử, lịch sử ở đây thì cho mình một đoạn lịch sử ngắn, đó là khi thái tử được sinh công chúa Yashothara, hoàng tử Ananda, đại thần Garuda Yi, người đánh xe Channa, hoàng ngựa kiền trắc, cây đại thọ bồ đề và bốn hầm châu báu cũng đã ra đời vào ngày ấy. Đây là bảy nhân vật đồng sanh. Vậy thì mình có tất cả là bảy nhân vật đồng sanh ha, gồm có người rồi cây, cây đại thọ bồ đề và bốn hầm châu báu. Trong các nhân vật đồng sanh, công chúa Yashothara sẽ trở thành ái hậu thái tử, người đánh xe Channa hoàng ngựa Kanthaka sẽ đưa ngài từ hoàng cung đến nơi xuất gia. Dưới cội cây đại thọ bồ đề cũng sẽ trở thành nơi Bồ Tát Siddhartha tự mình tu tập và đạt được sự toàn giác trí vào ngày rằm tháng Vi Sắc. Khi Đức Bồ Tát đạt được quả vị toàn giác, đại thần Garuda Yi là người đầu tiên thỉnh được Đức Phật trở về thành Kapilavastu. Cũng tại đây Đức Phật đã thuyết pháp khiến cho những thân quyến của ngài đắc được thánh quả hoàng tử Ananda. Hoàng tử Ananda sẽ trở thành vị tỳ thị giả của Đức Phật. Thì đây là bảy nhân vật đồng sanh, sáu nhân vật đồng sanh cùng với bảy nhân vật đồng sanh cùng với những công việc có liên quan với thái tử Siddhartha. Tức là mỗi người có công việc làm gì đó ở trong tương lai. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần từ vựng. Đây là phần đoạn lịch sử lúc nãy. Đây là một số nhân vật đồng sanh với thái tử Siddhartha. Nhiều phần từ vựng, chúng ta có số từ vựng này. Thứ nhất là sa ha cha ta bố. Cái gì anh? Hình như sư đổi qua màn hình PowerPoint mà cái màn hình chia sẻ vẫn còn chưa đổi. Thấy chưa? Dạ thấy rồi sư. Đây là bảy nhân vật đồng sanh lúc nãy. Rồi đây là phần từ vựng. Mình sẽ một số từ vựng ha. Có mười mấy từ vựng trong bài học này. Số từ vựng tiêu biểu. Thứ nhất mình có xá cha ta phúc ca lá. Xá cha ta phúc ca lô. Khi người ta viết phúc ca lô như vậy thì người ta viết cho mình ở dạng năm tính. Năm tính chia rồi. Xá cha ta phúc ca lô là nhân vật đồng sanh. Rồi mình có Amito Dana Rai Chá. Vua Amitodhana, Ariyapala, thánh quả. Ariyapala đây là thánh quả. Ananda Rajakumaro, ta viết rô, viết dạng ô như vậy thì viết cho mình dạng chia rồi, dạng nhân từ nam tính là hoàng tử Ananda. Chattunithi Kumbhi là bốn hầm châu báu. Bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là ngựa kiền trắc, hay là ngựa, xin lỗi, người đánh xe Sanna. Channa Sarathi, người đánh xe Channa, đọc là Channa cũng được. Mahaputhirukho, ở đây người ta cũng chia cho mình rồi, dạng danh từ năm tính. Cây đại thọ bồ đề Mahaputhirukho. Kaludayi Amayo, đại thần Garuda Yi. Kanthakasso, ngựa kiền trắc, hoặc là ngựa Kanthaka cũng được. Muốn dịch còn không dịch thì viết lại chữ đó. Rồi nghe lại lần nữa. Sa cha ta phúc ca lô, nhân vật trồng xanh. Amito Rana Rai cha vua Amito Rana. Ariyapala là thánh quả. Ananda Rai cha Kumaro, thái tử
hoàng tử Ananda. Chatuniti Kumbhi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe Channa. Mahabodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludayi Amacho đại thần Kaludayi. Kanthakaso ngựa Kanthaka. Rồi lần nữa Sahaja Tapukalo nhân vật đồng sanh. Amitodana Raja vua Amitodana. Ariyapala thánh quả. Ananda Raja Kumaro hoàng tử Ananda. Chatunithi Kumbhi bốn hầm châu báu. Channa Sarathi người đánh xe Channa. Mahabodhi Rukho cây đại thọ Bồ Đề. Kaludayi Amacho đại thần Kaludayi. Kanthakassa ngựa Kanthaka. Rồi bây giờ giơ tay lên để tập đọc ha. Giơ tay lên để tập đọc phần từ vựng này. Khánh mời các học sinh. Dạ, xin mời cô Dự Bảo ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Sa há cha tá búc gá lô nhân vật đồng sanh. Amito đá lá ra chá vua Amito đà ná. Ariya phá lá là thánh quả. Dạ, thánh quả. Ananda Raja Kumaro là hoàng tử Ananda. Chatuni Thí Cum Thí là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi ra Sarathi là người đánh xe Channa. Mahabodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludayi Amacho đại thần Kaludayi. Kanthakassa là con ngựa Kantha. Con xin hết ạ. Ngựa Kanthaka. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Saha Chata Putgalo là nhân vật đồng sinh. Amito Dana Raja vua Amito. Ariya Phala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro hoàng tử Ananda. Chatuniti Kumbhi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi người đánh xe sa nạc. Mahabodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludayi Amacho quan đại thần Kaludayi. Kanthakassa ngựa kiền trắc. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Kim Phúc. Dạ thưa sư, tôi xin đọc ạ. Saha Chata Putgalo là nhân vật đồng sanh. Amito Dana Raja là vua Amito Dana. Ariya Phala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro hoàng tử Ananda. Chatuni Thí Cung Phí là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe Channa. Maha Bodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề.
Kaludayi Amacho là đại thần Kaludayi. Kantha Kasso là con ngựa kiền trắc. Thư sư xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin chào ạ. Saha cha ta Pukalo là nhân vật đồng xanh. Amitodana Raja là vua Amitodana. Arisa Phala là thành quả. Ananda Raja Kumaro, hoàng tử Ananda. Chatuni Thi Cung Phi là bốn hầm châu báu. Bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đèn xe Channa. Mahabodhi Bukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludaji Amecho là đại thần Kaludaji. Kantha Kasso là người Kantha Kak. Con xin hiểu ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Saha Chata Pugalo là nhân vật đồng sinh. Amitodana Raja là vua Amitodana. Ariya Phala là thánh quả. Ananda, Ananda Raja Kumara là hoàng tử Ananda. Katuni Hikun Phi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe xa nặng. Sarathi, Channa Sarathi. Sana Rathafi. Maha Maha Bodhi Rukku. Maha 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 Bodhi Rukku là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludayi Amakko 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 là đại thần Kaludayi. Kantha Kassa là ngựa kiền trắc. Nhà bà sư. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ, thưa sư con xin đọc. Saha Yata Bugalo, nhân vật đồng xanh. Amito Dana Raja, vua Amito. Ariya Pakla là thánh quả. Ananda Ananda Raja Kumaro, hoàng tử Ananda. Chattumni Bikkhum Vi, bốn hầm châu báu. Channasarathi là người đánh xe chạy nạn. Mahabodhi Vukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludayi Amacho là vị đại thần Kaludayi. Kantakasso là ngựa Kantakasak. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Saha Chata Pukalo là nhân vật đồng xanh. Amitodana Raja là đức vua Amitodana. Ariya Phala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro là hoàng tử Ananda. Chatuni Thi Cầm Thi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe cha nặc. Maha Bodhi Rukho là đại thọ, cây đại thọ Bồ Đề.
Kalu Dayi Amacho là đại thần Kalu Dayi. Kantakso là ngựa Kantak cá. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Saharata Pukalo là nhân vật đồng sanh. Amito Dana Raja là vua. Amito Dana Ariyapala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro là hoàng tử Ananda. Chatuni Chikumpi là bốn hầm châu báu. Chana Sarathi là người đánh xe. Chana Mahabodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kalu Dayi Amacho là đại thần Kalu Dayi. Kanthakasso là ngựa Kanthaka. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Qua Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sahachata Pukalo là nhân vật đồng sinh ạ. Amitodana Chara Raja vua. Amito Ariyapala thánh quả. Ananda Raja Kumaro hoàng tử Ananda. Chatuni Thí Cú Cung Phí là bốn hầm châu báu ạ. Chana Sarathi là người đánh xe Chana. Mahabodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kalu Dayi Amacho Amacho là đại thần Kalu Lú. Can Thá Á Sô là ngựa. Ngựa gì? Con thấy mọi người đọc nhưng con không hiểu tiếng ạ. Con ngựa gì ạ? Ngựa kiền trắc. Ngựa gì ạ? Ngựa kiền trắc. Kiền trắc. Ngựa canh thác cá đi vậy. Đọc ngựa canh thác cá đi cũng được. Canh thác cá, dạ vâng ạ. Thưa sư con Tùng Bích ạ. Con chào sư ạ. Xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Thưa sư, con xin được đọc ạ. Ta hát Chà tá búc gát nồ là nhân vật đồng xanh ạ. Amito Đá Lá Già Chá là vua Amito Đá Lá. Á Dí Rá Phá Lá là thánh quả. Ananda Già Chá Cú Mà Rồ là hoàng tử Ananda. Chá Tú Mỹ Lý Thí Cú. Chá Tú Lý Thí Cùm Phí là bốn hầm châu báu ạ. Chàn Lá Xà Giáp Kỳ là người đánh xe Chăn Lá. Má Hà Bồ Thí Rúc Hồ là cây đại thọ Bồ Đề. Ca Lũ Đà Lý Ám Mắc Cô Mắc Trồ là quan đại thần. Căng thành đại thần Ca Lũ Đà Lý dạ là quan đại thần. Ca Lũ Đà Lý Ca Đà Lý Căng thành Axo là ngựa kiền trắc ạ. Căng thác cá sô.
Kanthakasso. 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 Đọc ghép lại Kanthakasso. Akso ạ. Kanthakasso. 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 Là ngựa kiểm chắc ạ. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ, thưa con xin đọc ạ. Sa cha ta bu ca lô là nhân vật đồng sanh. Amito Dana Raja là nhà vua. Amito Dana Ariya Phala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro là hoàng tử Ananda. Chatu Ni Thí Bumhi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe Channa. Mahabodhi Rukho là cây đờ thọ Bồ Đề. Kalu Dayi Amacho là quan đờ thần Kalu Dayi. Kanthakasso là ngựa Kantha. Dạ con xin thấy nha. Là Kanthakasso. Dạ Kanthakasso. Dạ Kanthakasso. Dạ con xin thấy nha. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư con xin đọc. Sahajatabugalo là nhân vật đồng sanh. Amito Dana Raja là vua Amito Dana. Ariya Phala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro là hoàng tử. Ananda Chatunidhi Kubi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe Channa. Mahabodhi Bodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kulu Davi Amocho là đại thần Kalu Davi. Kalu Davi. Kalu Davi. Cá chữ này đọc sao con quên rồi sư? Kanthakasso. Là ngựa Kanthakasso. Kanthakasso đọc phải. Kanthakasso là ngựa thì ngựa kinh chắc dẫn xương xin hết. Nghe đọc đi, nghe đọc để đọc cho đúng. Dạ, xin mời Phật tử Phía Sơn ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Sahajatabhugalo là nhân vật đồng sanh. Amitodana Raja là vua Amitodana. Adhija Phala là thánh quả. Ananda Raja Kumaro là hoàng tử Ananda. Chatunithi Kumbhi là bốn hầm châu báu. Channa Sarathi là người đánh xe Channa. Mahabodhi Rukho là cây đại thọ Bồ Đề. Kaludaji Amacho là đại thần Kaludaji. Kanthakasso là con ngựa, là ngựa kiền tắc. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư con đọc ạ. Sahajatabhugalo là nhân vật đồng sanh. Amitodana Raja vua Amito. Ariya Phala là thánh quả.
Ananda Gacha Kumaro là hoàng tử Ananda. Cha tú ní phí cum bi phí là bốn hầm châu báu. Chana Sarathi là người đánh xe. Mahabodhi Rukho là cây đại thọ bồ đề. Kaludari Amacho là đại thần Kaludari. Kantha Katso là con ngựa kiền chắc ạ. Dạ thưa sư con hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa mà. Rồi hát rồi phải không? Đọc lại ạ. Sư cho con đọc lại ạ. Sư cho con đọc. Vâng. Saha Chata Pugalo Amito Amidana Raja Arija Phala Ananda Raja Kumaro Chatuni Phi Khum Phi Channa Sarathi Mahabohi Rukho Kaludaji Amacho Can Thanh Chá Sô. Dạ con xin hết ạ. Can Thanh Chá Sô. Can Thá Sô. Can Thanh Chá Sô. Can Thá Sô. Can Thá Cá Sô. Bốn chữ. Can Thá Cá Sô. Can Thá Cá Sô. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ thưa sư xin báo pháp rồi sư. Rồi bây giờ một còn một trang nữa ha. Một trang nữa. Samma Sambuddhi Ñāna. Samma Sambuddhi Ñāna là toàn giác trí. Samma Sambuddhi Ñāna toàn giác trí. Nayisati. Nayisati là sẽ dẫn đi. Vimānato từ cung điện. Vimānato từ cung điện. Pavisati sẽ trở thành. Pacha là sao? Pacha là sao? Ít tháng tại đây ha. Puthupatthaka là thị giả của Đức Phật. Puthupatthaka thị giả của Đức Phật. Athigacchisati đạt được, sẽ đạt được. Athigacchisati sẽ đạt được. Papunapeti khiến đạt được. Hết tha ở dưới. Rồi lần nữa ha. Sammasambuddhi Ñāna toàn giác trí. Nayisati là dẫn đi. Vimānato từ cung điện. Pavisati sẽ trở thành. Paccha sau này. Hết tha tại đây. Puthupatthaka thị giả của Đức Phật. Athigacchisati sẽ đạt được hoặc là sẽ chứng được thì đó cũng được. Papunapeti là khiến đạt được. Hết tha là ở dưới. Đây lần nữa. Sammasambuddhi Ñāna toàn giác trí. Nayisati để dẫn đi. Vimānato từ cung điện. Pavisati sẽ trở thành. Paccha sau này. Hết tha tại đây. Puthupatthaka thị giả của Đức Phật. Athigacchisati là sẽ đạt được. Papunapeti khiến đạt được. Hết tha lại dưới. Rồi giơ tay lên để đọc trang từ vựng còn lại. Ai đọc được giơ tay lên. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Con chỉnh lại cái màn hình nữa thưa sư, cái nó bị sao rồi. Dạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sammasambuddhi Ñāna là
bậc toàn trí, toàn giác trí. Ná dí sát tí là sẽ dẫn đi. Quý ma nát tô là từ cung điện. Phá quý sát tí là sẽ trở thành. Phá cha là có nghĩa là sau này. Ê thá là tại đây. Bút thú bát tha cá là thị giả của Đức Phật ạ. À. Á thí gác chí sát tí là sẽ đạt được. Papu na pê tí là khiến đạt được. Hê thá là ở dưới. Dạ con xin hết ạ. Hết thà. Dạ hết thà. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Samma sambo thí nha ná toàn giác trí. Ná dí sa tí dẫn đi. Quý na quý ma ni tô từ cung điện. Phá quý sát tí sẽ trở thành. Bát cha sau này. Ết thá tại đây. Bút thú bát tha cá thị giả của Đức Phật. Á thí gác chí sát tí sẽ đạt được. Ba pú na bê tí khiến đạt được. Hết tha ở dưới dưới. Con xin hết. Xin mời thầy Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Samma sambuddhi ñana là toàn giác trí. Na dí sát tí là sẽ dẫn đi. Quy ma nát tô là từ cung điện. Pháp quy sát tí là sẽ trở thành. Bách chá là sau này. Ết thá là tại đây. Bút thú bát tha cá là thị giả của Đức Phật. A thí gác chí sát tí là sẽ đạt được. Papuna pê tí là khiến đạt được. Hết tha là ở dưới. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Samma sambuddhi ñana và toàn giác trí. Ná dí sát tí là sẽ đưa đi. Vimanato là từ cung điện. Phá vi sát tí sẽ trở thành. Bát cha là là sau này. Ết thá là tại đây. Bút thú bát tha cá là thị giả của Đức Phật. Á thí gác chít xá tí là sẽ đạt được. Pa pú na pê tí là khiến đạt được. Hết tha là tại đây. Ủa, ở dưới hết tha là tại đây. Thưa sư xin hết. Đúng đâu mất rồi. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Samma sambuddhi ñana là toàn giác trí. Na dí sát tí là sẽ dẫn đi. Vimanato là từ cung điện. Bhavisati là sẽ trở thành. Paccha là sau này. Ettha là tại đây. Buddhu Pathaka là thị giả của Đức Phật. Athigat Chisati là sẽ đạt được.
Puna Pechi là khiến đạt được. Hay Hetha là ở dưới. Dạ thưa sư con xin hết. Có còn ai nữa không? Dạ, xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Samma Sambodhina Ñāna là bậc toàn giác trí. Nāji Sati là sẽ dẫn đi. Quima Nato là từ cung điện. Phá Quý Sati là sẽ trở thành. Bacca là sau này. Etha là tại đây. Buddhu Bhattak Thaka là thị giả của Đức Phật. Atigachi Sati là sẽ đạt được. Bhavuna Beti là khiến đạt được. Hetha là ở dưới. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư con xin đọc. Samma Sambuddhina Ñāna là toàn giác trí. Nāji Sati là sẽ đưa đi. Vimānato là từ cung điện. Bhavisati là sẽ trở thành. Bacca là sau này. Etha là tại đây. Buddhubhattaka là thị giác, ở lộn thị giả của Đức Phật. Ahigacchisati là sẽ đạt được. Bhavunapeti là khiến đạt được. Hetha là ở dưới. Dạ sư con xin hết. Dạ. Mà Phật tử Thanh Hòa. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Samma Sambodhi Ñāna là bậc toàn giác, bậc toàn giác trí ạ. Nāji Sati là dẫn đi ạ. Vimānato là từ cung điện ạ. Phá quý xá tí là sẽ trở thành ạ. Bách trá là sau này ạ. Ết há là tại đây ạ. Bút thú bá thá cá là thị giả của Đức Phật. Á thí gách trí xá tí là sẽ đạt được ạ. Pa phú nha pê Pê tí là khiến đạt được ạ. Hết há là ở dưới ạ. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Sư con xin đọc ạ. Samma Sambuddhi Ñāna là bậc toàn giác trí ạ. Lá dí xa tí là sẽ dẫn đi. Ví ma lá tô là từ cung điện. Phá ví ta tí là sẽ trở thành. Bách cha là sau này. Ết tha là tại đây. Bút thu bạc tha cá là thị giả của Đức Phật. Á thí gắc ý tá tí là sẽ đạt được. Ba bú la bê tí là hiếm đạt được. Hết tha là ở dưới. Dạ con xin hết. Xin mời Lan Lê. Dạ
Dạ thưa sư, con xin đọc Samma Sambodhiyana là cái toàn giác trí. Na Yisati là sẽ dẫn đi. Vina Vimanato từ cung điện. Bhavisati sẽ trở thành. Pacha sau này. Attha tại đây. Buddhupattaka Buddhupattaka thị giả của Đức Phật. Adigacchisati đạt được, sẽ đạt được. Papunapeti khiến đạt được. Hetta ở dưới. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc. Samma Sambodhiyana là toàn giác trí. Na Dĩ Sa Tí là sẽ đưa đi. Quý Ma Na Tô là từ cung điện. Bá Quý Sa Tí là sẽ trở thành. Bát Cha là sau này. Ekha là tại đây. Bút Thú Bát Tha Cá là thị giả của Đức Phật. Á Thí Gát Chí Sa Tí là sẽ đạt được. Ba Phú Na Bê Tí là khiến đạt được. Ekha là ở dưới. Giờ không xin thấy nha. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc Samma Sambuddhi Nana toàn giác trí. Nagisati sẽ đưa đi. Vimanato từ cung điện. Bhavisati sẽ trở thành. Bhaccha sau này. Attha tại đây. Buddhupattaka thị giả của Đức Phật. Akhigacchisati sẽ đạt được. Papunapeti khiến đạt được. Hetha ở dưới. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc ạ. Samma Sambuddhi Ñāna bậc toàn giác trí. Nagisati được dẫn đi. Vimanato từ cung điện. Pavisati sẽ trở thành. Pacca sau này. Ekha tại đây. Buddhupattaka thị giả của Đức Phật. Athigacchisati sẽ đạt được. Papunapeti hiện đạt được. Ekha ở dưới. Xin hãy đọc. Dạ, dạ thưa sư, thưa sư mời Phật tử Thanh Hoàng. Thanh Hoàng đọc rồi. Dạ, dạ thưa sư, vậy là hết rồi sư. Rồi, bây giờ còn lại 10 phút, 10 phút làm cái gì ta? Dạ, xem tí thầy bị like đi. Rồi bữa sau chúng ta học tiếp cũng được. Rồi đây là phần thầy vị lai. Thầy vị lai thì ở đây dùng để diễn tả sự kiện xảy ra, một hành động chưa tới, chưa đến. Là nói về tương lai, cái gì thuộc về tương lai thì người ta sử dụng thầy vị lai. Thầy vị lai trong tiếng Pali dùng để diễn đạt sự kiện sẽ xảy ra, một hành động chưa tới, chưa đến. Ví dụ ở đây mình có câu nè. Siddhartha Raja Kumaro Paccha Samma Sambuddho Bhavisati. Sau này Thái tử Siddhartha sẽ trở thành Phật, sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái này sẽ xảy ra thôi, sẽ xảy ra. Sau này. Rồi câu số 2. Uttarasuve Mayang Paramattharamang Gai Chi Sa Má. Ngày mốt
Prasungwe là ngày mốt. Ngày mốt chúng ta sẽ đi đến chùa Siêu Lý. Ngày mốt chúng ta sẽ đi đến chùa Siêu Lý. Thì đây là những hành động sẽ xảy ra, những sự kiện sẽ xảy ra. Thì người mà ta sư chữ ngài là y dài sư. Dạ, y dài sư. Đây chữ ngài y dài. Ngày mốt chúng ta sẽ đi đến chùa Siêu Lý. Thì đó thầy Vị Lai, ở đây chúng ta có cái bảng kia của thầy Vị Lai nè. Bảng kia ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất A Hằng là Bách Chí Sa Mí. Số nhì Mây Giang là Bách Chí Sa Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn Bách Chí Sa Xí. Số nhiều Tông Hê Bách Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít, ở đây người ta để xô sa tăng là để cho cả ba tính. Chìm lấy một tính là được rồi. Ngôi thứ ba số ít, so bách chí sa tí, số nhiều tê bách chí sa tí. Cái phần này thì cái bản chia này thì mình coi ở trong bản chia tóm tắt nó dễ xem hơn. Đây, bản chia tóm tắt. Ngôi thứ nhất số ít a hàng bách chí sa mí. Số nhiều mới dân bách chí sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn bách chí sa xí. Tùm hề bách chí sa phá. Ngôi thứ ba số ít so bách chí sa tí. Số nhiều tê bách chí sa tí. Tôi về tay lên tập chia bản này luôn đi. Thì bị like nên là được không? Tập chia thì bị like luôn đi. Rồi chia hết bản này chúng ta nghỉ. Với lại thứ ba tuần sau á, thứ ba tuần sau là ngay ngày sám hối ở chùa, ngày ở chùa Thiết Pháp, cho nên có khả năng ồn ào chúng ta không học được rồi. Cho nên thứ ba tới chúng ta nghỉ một buổi ha. Thứ ba tuần tới nghỉ một buổi. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chia bản chia này đi. Dạ. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con chia á hằng bá chí sa mi sa mi má chăng bá chí sa má tăng bá chí sa xí tùm hê bá chí sa thá sô bá. Dạ con đọc lại ạ. Ngôi thứ nhất số ít ạ. A hằng xí bá chí sa mí má số nhiều má răng bá chí sa má. Ngôi thứ hai toang bá chí sa xí tum hê bá chí sa thá số nhiều. Ngôi thứ ba sô xá xí sa sa bá chí sa tí là số ít, số nhiều là tê bá chí san tí ạ. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ đây sẽ câu xin đạo ạ. Á hằng bá chí sa mí má gia ân, xin lỗi ngôi thứ nhất số ít á hằng ba chỉ sa mí số nhiều má văn ba chỉ sa má. Ngôi thứ hai số ít văn ba chỉ sa xí số nhiều tum hê ba chỉ sa thá. Ngôi thứ ba số ít xô ba chỉ sa tí số nhiều tê ba chỉ sa tí. Dạ con xin hết nha. Dạ xin mời Phật tử Minh Ca Lá Nam đi. Dạ thưa sư con xin đọc ngôi thứ nhất số ít á hằng bát chí sa mí số nhiều má danh bát chí sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn bát chí sa xí số nhiều tùng hề bát chí sa thá. Ngôi thứ ba số ít số bát chí sa tí số nhiều tê bát chí sa tí. Dạ sư xin hết. Dạ. Xin mời Phật
xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Ngôi thứ nhất số Á Hằng, Á Hằng Bá Chí Sa Mí, số nhiều Má Giang Bá Chí Sa Má. Ngôi thứ hai số Toàn Bá Chí Sa Xí, số nhiều Tâm Hê Bá Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bá Chí Sa Tí, số nhiều Tê Bá Chí Sa Tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử lên đây. Dạ thưa sư con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng Bá Chí Sa Mí, số nhiều Má Văn Bá Chí Sa Má. Ngôi thứ hai số ít Tần Bá Chí Sa Xí, số nhiều Tâm Hê Bá Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bá Chí Sa Tí, số nhiều Đê Bá Chí San Tí. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng Bá Xí Sa Mí, số nhiều Má Văn Bá Xí Sa Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn Bá Xí Sa Xí, số nhiều Tâm Hê Bá Xí Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bá Xí Sa Tí, số nhiều Bá Xí Sa Tí. Dạ số nhiều Tê Bá Chí San Tí. Dạ con xin đọc. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Lương. Dạ bà sư con xin chia động từ Bát Chát Tí ở thì ở Vĩ Lai. Ngôi thứ nhất Bá số nhiều Má Giang Bá Chí Sa Má. Ngôi thứ hai số Toàn Bá Chí Sa Xí, số nhiều Tâm Hê Bá Chát Thá. Ngôi thứ ba số nhiều là Tâm Hê Bá Chí Sa Tí, số nhiều Tê Bá Tí Sa Tí. Ngôi Bá Chí Sa Tí, số nhiều là Tê Bá Chí Sa Tí. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư con xin chia động từ Bát Chát Tí thì Vị Lai. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng Bát Tí Sa Mí, số nhiều Má Văn Bát Tí Sa Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn Bát Tí Sa Xí, số nhiều Tâm Hê Bát Chí Sa Xí, số nhiều Tâm Hê Bát Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bá Chí Sa Tí, số nhiều Tê Bá Chí Sa Tí. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Tham Y Cá Liễu. Thưa sư con xin chia đồng từ Bá Chá Tí thì Vì Nai. Ngôi thứ nhất Á Hằng Bá Chí Sa Tí, Sa Mí, số nhiều Má Râm Bá Chí Sa Má. Ngôi thứ hai Toàn Bá Chí Sa Sa Xí, số nhiều Tum Hê Bá Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Bá Chí Sa Tí, số nhiều Tê Bá Chí Sa Tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Học tử Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin chia ạ. Mỗi thứ nhất số ít Á Hằng Bát Chí Sa Mí, số nhiều Má Văn Bát Chí Sa Má. Mỗi thứ hai số ít Toàn Bát Chí Sa Xí, số nhiều Tung Hề Bát Chí Sa Tha. Mỗi thứ ba số ít Sô Bát Chí Sa Tí, số nhiều Tê Bát Chí Sa Tí. Dạ xin mời Phật tử Phi Sương.
Dạ thưa sư, con xin đọc bảng chia động từ bát chát tí ở thì vị lai. Ngôi thứ nhất số ít. A hằng bát chát bát chí sa mí. Số nhiều. Má dằng bát chí sa má. Ngôi thứ hai số ít. Toàn bát chí sa xí. Số nhiều. Tùm hề bát chí sa thá. Ngôi thứ ba số ít. Bát chí sa tí. Số nhiều. Bát chí sang tí. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít. A hằng bát chí sa mí. Số nhiều. Ma dăng bát chí sa má. Ngôi thứ hai số ít. Toàn bát chí sa si. Số nhiều. Bát chí sa tha. Ngồi thứ ba số ít. Số bát chí sa tí. Số nhiều. Tê tí. Dạ thưa sư con xin hết. Bây giờ tạm mình như đây đi, kỳ tới mình chia lại thêm nữa ha. Ở mình còn một bản nữa, một bản của thầy Vị Lai nữa ở dạng bằng E. Này thì mới dạng bằng ác thôi. Mình còn một bản ở dạng bằng E nữa để kỳ tới mình chia luôn, học thêm luôn. Giờ nhắc lại thứ ba này mình nghỉ một buổi ha, ngay ngày sám hối của chùa. Dạ. Thứ ba này nghỉ một buổi, rồi thứ năm chúng ta học lại bình thường. Rồi giờ mời lớp nghỉ. Mời cô Phúc Vị Chung lên cầm mic để em. Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali số 10 và số 11 ngày hôm nay. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy, con xin tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hỏi phước báo buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakantu Sasanang Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakantu No Garo Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakantu Nya Tayo Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakantu Panino Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakantu No Sada Idang Watano Punyang Asawa Kaya Wahang Hotu Anagate Kale Sathu 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 Sathu. Chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư một đêm an lành. Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định, quận 6 mở được Zoom này. Idang Bun Nhang Nibbanasa Bacchayo Hon Tu. Mong tất cả chúng ta sẽ đoạn trừ được các phiền não và sẽ giải thoát trong ngày vị lai. Mời quý vị trở lại lớp Bali này vào ngày thứ 5 tuần tới, cũng vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, buổi học hôm nay là kết thúc ạ. Con xin kính chào sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Thứ 5 tuần tới. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi, mời lớp nghỉ.